Hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người tham gia vào buổi thám hiểm vực sâu The Abyss. Nếu mọi người không biết đây là gì thì để tôi giải thích đã. Đây là một server Minecraft chuyển thể theo bộ phim Made in Abyss. Bắt đầu sẽ là một thành phố Orc nằm trên một hòn đảo chơi vơi giữa biển khơi. Giữa hòn đảo là một cái vực khổng lồ sâu hoắm, không thấy được đáy. Cái vực này được gọi là The Abyss. Trong vực thì sẽ tràn ngập những quái vật và trông gai, nhưng cũng sẽ rất nhiều báu vật và phước lành cho những kẻ dám thách thức. Nhưng cái nguy hiểm nhất của vực sâu này lại là lời nguyền của nó. Bất kỳ ai leo xuống mà lại chùn bước muốn đi lên thì sẽ ngay lập tức dính lời nguyền. Càng xuống sâu thì lời nguyền càng nặng, từ chóng mặt, buồn nôn tới chảy máu toàn thân, mất giác quan và cuối cùng là chết. Hôm nay tôi và Amber, hai còi đen, ý là những nhà thám hiểm kỳ cựu đã từng chinh phục từng năm, sẽ dẫn những còi đỏ này tham gia vào chuyến hành trình thám hiểm đầu tiên của mình. Và trong chuyến đi này, bọn tôi sẽ gặp rất là nhiều những quái vật, những khó khăn, nhưng mà cũng gặp rất là nhiều các nhà thám hiểm khác và tạo được rất nhiều kỷ niệm vui. Và nếu mọi người đã sẵn sàng thì bấm ngay vào nút like và đăng ký kênh, lấy cho mình bát cơm và cùng thám hiểm The Abyss nào. Ở thành phố Orc thì bọn tôi lập tổ đội thám hiểm bao gồm hai còi đen là tôi và Amber và ba còi đỏ là Cry, 17 và Mạnh Gầy. Tôi là còi cọc bạn ạ, tôi gầy lắm. Mày còi lắm con ạ. Còi ăn miếng đi, đỡ đói. Còi lắm con ạ. Trước khi lên đường thì bọn tôi cần dặn một vài thứ lưu ý cho các còi đỏ. Đây là bonfire, đống lửa này hoạt động như một checkpoint sẽ giúp bọn tôi hồi sinh tại đây mỗi khi chết. Và trong server này thì dù mọi người có làm như thế nào chăng nữa thì vẫn sẽ nhận ra từng rơi. Thế nên là đừng cố cầm xô nước theo làm gì cả. Nhưng mà bù lại thì bọn tôi có thể bám vào tường và leo để khiến cho việc di chuyển dễ dàng hơn. Nhưng có stamina giới hạn. Nếu mọi người rơi càng xa thì khi bám tường cái stamina của mọi người càng tụt cao. Nó giống như kiểu gọi là lực G à? Lực G là mẹ điểm G à? Lực G là cái điểm đấy gọi là tóe nước đúng không? Không. Bọn tôi tiếp tục di chuyển để rời khỏi thành phố. Vì đây là một server public nên ở phần ngoại ô thành phố cũng hoàn toàn bị công nghiệp hóa. Như là chỗ này này trở thành chỗ check-in cho tất cả những người bắt đầu cuộc hành trình. Còn chỗ này thì có người đặt hình tem mà. Trước khi tiến vào tầng 1 thì bọn tôi sẽ giải thích lời nguyền của khu vực này. Người sẽ giải thích cái lời nguyền này phụ trách là Cry. Ở rìa của Abyss chúng ta sẽ chịu những lời nguyền gì nếu mà leo lên. Từ từ tôi phải tra lại wiki rồi, từ từ đợi tí. Được rồi, thằng Cry này vô dụng. Tầng 1, rìa của Abyss, lời nguyền, chóng mặt và buồn nôn nhẹ. Khu vực này không có gì thay đổi nhiều so với mặt đất, hầu hết các loài động vật đều vô hại, nhưng vẫn sẽ có các loài từ tầng dưới lên đây để săn mồi. Bọn tôi bắt đầu tiến vào tầng 1. Tại đây thì có một kho lương thực của một người chơi tên là nhưng mà tôi đã dừng lại để cho các còi đỏ vào để dự trữ đồ ăn. Lấy bao nhiêu cũng được không? Lấy bao nhiêu cũng được, miễn là có trồng lại cho họ là được. Đừng phá của ông là được, cứ trồng lại đi. Cầm thật nhiều đồ ăn vào để mà hồi phục. Thằng nào vừa lổ cái ruộng. Cái biển này nó ghi là đi. Bọn tôi tiếp tục tìm đường xuống tầng 2, nhưng mà bởi vì tôi quên không bật replay mod đi chơi cùng với bọn này, thế nên là hãy tận hưởng cảnh đẹp khi tôi leo một mình. Trên đường đi thì bọn tôi tìm thấy một ngôi nhà cũ. Ở đây có một đống lửa do người đi trước để lại. Nhưng vì đống lửa chỉ có thể lưu được tối đa cho 4 người, nên là bọn tôi đã quyết định đứng lại chế thêm một cái nữa để tất cả có thể lưu cùng một chỗ. Có tin vui cho anh em là cái lửa này xếp được. Dạ. Bây giờ ba thằng còn lại xuống đây xếp xem được bao nhiêu người nào. Full rồi. Thế thì phải tạo rồi. Và tiện thể tôi Mạnh cũng check in tại đây luôn. Tiếp tục di chuyển thì bọn tôi bắt đầu gặp những sinh vật ở tầng này. Đầu tiên là con Sakawatari. Con này thì làm tổ ở tầng 7, nhưng mà lâu lâu nó sẽ lên tầng 1 để kiếm ăn, nên là gặp được nó cũng khá là may mắn. Đơm nó lấy đồ ăn, đừng cho thằng kia lấy. Ôi, nó lút mất rồi. Ở gần đó thì có một con nhện siêu phang. Con này thì là loài đặc thù ở tầng 1, mà nó khá là yếu nên là tôi cũng cử luôn bọn còi đỏ ra xử. Ném ơi, ném con dao bác. Ủa, sầu đó. Rồi, chúng mình đang làm một lễ trưởng thành 17. Chịu được cái cơn đau đấy thì trưởng thành. Rồi, trưởng thành. Cắt bao quy đầu. Như không cắt bao quy đầu, đéo hiểu. Đang tiếp tục di chuyển thì bọn tôi nghe thấy một tiếng gầm lớn. Ôi, mẹ em, chỗ này. Ủa, con rồng đấy, con rồng lao vào rồi, con rồng lao vào rồi. Nó chết chưa? Lúc nhận ra thì đó là một con Beniku Chinawa. Mẹ tên khó đọc thế. Nó là con rồng lớn sống ở tầng 3 và săn mồi ở tầng 1. Đây là một quái vật rất nguy hiểm. Và vì nó đã bắt được Cry nên bọn tôi quyết định bỏ Cry mà chạy để an toàn cho cả nhóm. Vậy là chuyến hành trình của Cry đã chính thức dừng lại. Bọn tôi tiếp tục đi và cuối cùng cũng đến được tầng 2, rừng dụ dỗ.
Bắt đầu từ đây thì đường đi sẽ khó khăn hơn rất là nhiều và lượng quái vật cũng nhiều hơn. Lời nguyền của tầng này sẽ gây chóng mặt, nôn mửa và tê liệt chân tay. Ngay lập tức thì bọn tôi được chào đón bởi một sinh vật đặc thù của tầng 2 này. Con chim đâu mẹ rồi. Con chim đâu mẹ rồi là vừa đi cắt bao. Bạch bạch quần ra ngoài hỏi câu đấy. Con chim đâu mẹ rồi à. Nó tới. Con này là một con có thể giết người và giả giọng nhé. Nó có thể giết 17 thôi, giả giọng 17. Đánh bơi. Ôi rồi, con mẹ. Mấy anh em chui con cụ vào nhà đóng cửa lại ạ, đứa hiểu. Đây là con Naki Kabane, một loài chim săn mồi đặc thù của tầng 2. Nó có khả năng giả tiếng người để dụ thêm con mồi đến và tấn công theo bầy đàn. Địa hình của tầng 2 này cấu tạo những lá cây rủ vào giữa vực. Các tầng lớp xếp xa nhau khiến cho việc di chuyển ở tầng này rất khó khăn. Có những đoạn bọn tôi đã phải làm những cú nhảy khá là liều mạng. Nhảy xuống. Đường hẹp đéo chịu được. Bất có tim rưỡi thôi. Nhảy đi gặp nó đây. Bản lĩnh lên. Lễ trưởng thành. Ui mẹ nhảy trượt quá đi đấy. 17 nhảy đi, lễ trưởng thành. Ok. Trên đường thì bọn tôi đến được một công trình được cộng đồng người chơi ở đây xây giữa vực trông rất là đẹp. Gần lắm rồi. Đây là dạng biome cuối cùng. Thấy cái viên giếng kia chưa? Đấy. Đây là cái gì giải thích cho tao? Cái viên viếng này là cái viên giếng ấy bạn. Giềng, giềng. Không chắc, đồ ăn. Không chắc. Bên dưới công trình này cũng chính là đáy của tầng 2, có tên là rừng lộn ngược. Đây rồi. Khu rừng lộn ngược đây anh em ơi. Đâu, lộn chưa? Đây là một khu vực có gió lớn thổi tầng 3 lên, khiến cho cây cối ở đây mọc ngược lên trên trần. Nơi này cách xa với mặt đất tầng 3, khiến cho việc di chuyển xuống rất khó khăn. Mọi người thường sẽ phải đến khu vực đài quan sát và từ đây sẽ có cầu thang để mọi người đi xuống. Nhưng vì trong game, bọn tôi không hề có vị trí cụ thể nên đành phải tự tìm cách. Ở đây thì bọn tôi phải nhảy giữa các tán cây để tìm đường xuống. Có để ý mình rơi con mẹ luôn. Thấy cái tháp kia không? Béo. Nhìn thấy tháp kìa. À là đi từ cái tháp này xuống. Bảo tàng đã xây sẵn một cái tháp rất to ở kia. À vậy là mình sẽ đi từ tháp xuống thì mình sẽ đỡ phải đi cầu thang. Yes. Đẹp thế. Yes. May thay, một ai đó đã xây một cái nhà thờ khổng lồ nối thẳng từ tầng 3 lên trên rừng lộn ngược. Nên bọn tôi đã tận dụng nó để leo xuống mà không gặp chút khó khăn gì. Rồi, từ bây giờ mình sẽ xuống hố lớn. Nó là tầng 3. Và từ khi xuống tầng 3 thì lời nguyền sẽ nặng hơn rất nhiều. Tầng 3, hố lớn. Như tên gọi, địa hình của tầng này là một cái hố cắm thẳng xuống tầng 4, kéo dài 4.000m. Cách an toàn nhất để di chuyển là bằng các hang động ở quanh miệng hố. Nhưng mọi người cũng có thể đánh liều và leo vách núi như thế này. Nhưng mà phải cẩn thận bởi vì tầng này tràn ngập những loại ăn thịt như là Madoka Jack hay là cái con rồng mà đã từng giết Cry này. Và nếu đi trong hang thì bọn tôi cũng phải cẩn thận với những đoạn đi lên bởi vì lời nguyền tầng này sẽ khiến mọi người bị ảo giác. Bọn tôi lưu đốm lửa và tiếp tục leo xuống. Còn mẹ cái đéo gì đấy? Và quyết định là sẽ đi bằng đường trong hang để an toàn. Mà đi được một lúc thì bọn tôi nhận ra là đang đi nhầm đường. Cậu 17 để cậu dẫn đường chịu không? Vì đi bằng hang rất dễ lạc nên bọn tôi lại đổi quyết định là đục ra miệng hố để di chuyển. Khi ra đến nơi thì hóa ra miệng hố đã có nhiều người xây cầu thang xuống. Nãy giờ bọn tôi đi chui vào hang khá là tốn công. Ra rồi con ơi. Ôi, đỡ phải làm. Đào ra luôn mấy cầu thang. Số nó đỏ đấy nhỉ. Đang đi thì bọn tôi gặp một nhà thám hiểm khác đang xây ở đây. Rồng hua. Rồng hua. Anh em quay đánh không? Bố xiên chết cụ à. Và chúng mày có thấy lạ khi thằng chó đấy đi ngược cầu thang lên trên không? Ờ nhỉ. Dần đây rồi các bạn, dần đấy. Thằng chó đấy để ý. Mình đi xuống thấy nó đang đi lên nhá con mày. Dần ở đây nó kỳ cục thật. Hiểu. Đoạn tiếp theo thì bọn tôi phải tự đặt block để leo xuống vì có vẻ cầu thang mới chỉ xây được một đoạn ngắn.
Đời anh em mình sao cứ phải khổ đấy hả Cam Lót? Nhà thám hiểm mà con. Mẹ bác thấy hiểm nghèo nhiều hơn là thám hiểm. Mà leo dốc kiểu này thì phải cẩn thận hơn. Thế nên là các còi đỏ bị chậm lại so với bọn tôi. Bước kịp con ơi, không kịp con ơi. Thôi dừng lại con ơi, dừng lại đợi nó kìa. Bác đi mà chơi bác đổ mồ hôi tay quá. Lo. Mẹ. Thằng này nó buôn làng xong rồi nó bắt nó đi làm thế này. Nó ngồi chơi buôn làng giờ bắt nó đi thám hiểm quá ạ. Bọn tôi bắt gặp một căn nhà tạm của ai đó. Vimer định đặt một đống lửa tại đây cho an toàn. Nhưng vì bọn tôi cách tầng 4 không còn xa nên tôi quyết định là đi tiếp và sẽ lưu khi đến tầng 4. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Come here, rest here. Trông quen đấy. Đâu? À, đây đây đây, để bác grab cho thằng nào không lưu được bác grab cho tất cả ngồi đây luôn cùng bác. Bác không phải đặt chuẩn bị xuống dưới chén khổng lồ rồi lưu luôn ở dưới đấy. Ờ thế thì chịu khó nhá. Khó đấy, sắp xuống rồi. Đoạn này cũng thoải rồi mà, nó có bị dốc nữa đâu. Nhưng mà may thay, ở gần đó thì có một khu nhà rất nhiều đốm lửa để cả nhóm lưu. Khi gần tới tầng 4 thì bọn tôi bị một con Madoka Jack tiếp cận. Mẹ em đi từ từ thôi, con rơi kìa. Cút thôi. Batmobile kìa. Cút rồi. Con spam kiểu đấy đéo giúp được gì đâu. Có con Batmobile. Bay chỗ tao. Ngay sau đó, bọn tôi không may lại tiếp tục gặp một con rồng. À, tôi gọi là rồng nhanh nhanh chứ mẹ tên nó khó đọc quá. Dạ. Ôi, nó thấy mày rồi, bên trái mày. Các đang xem vụ BK căng nhất thế kỷ của giữa thằng béo với con sâu không? Bắt đầu nhìn thấy cái map bắt đầu thấy nước chưa mày? Thấy rồi. Đến chén cái khổng lồ rồi đấy, nốt đoạn này thôi. Ở gần tầng 4 thì có khá nhiều cầu thang, bởi vì tầng này được xây dựng nhiều nhất trong cả server. Nhưng mà vì lý do đó lại có những cái người đục phá cầu thang là tôi rơi mẹ một quả, mà nếu không có giáp thì khéo tôi đã phải leo lại từ đầu. Ngay sau khi chạm chân tầng 4 thì tôi được chào đón ngay bằng một con chim Urikori. Để mạnh làm con lô để thông bác này. Giật thế. Cái nhà tôi đùng màu xanh đấy á, mái nhà màu xanh đấy á. Cứu bố mày, cứu bố mày, cứu bố mày, cứu bố mày. Gạch thủy cung á. Đợi mạnh với. Đợi mạnh với. Tầng 4, chén của người khổng lồ. Đây là khu vực đẹp nhất của The Abyss. Địa hình ở đây được tạo thành từ nhiều những tán cây hình tròn khổng lồ. Những tán cây này cũng chứa nước từ trên đổ xuống, khiến cho khu vực này tập trung rất nhiều sinh vật. Nhưng nguy hiểm nhất là con Tamagotchi này. Chúng ta sẽ nói thêm về nó sau. Lời nguyền từ tầng này cũng rất là nguy hiểm. Đấy là đau đớn và chảy máu toàn thân. Bọn tôi sử dụng thang máy do những người chơi khác làm sẵn để di chuyển xuống một đoạn. Ở đây thì bọn tôi gặp một cái đền thờ lạ. Có mộ ông ở đây. Kibidi. Speedy, Skibidi. Hãy thờ Skibidi để lấy may. Đi thêm một đoạn thì bọn tôi gặp ngay con Tamagotchi ở tầng dưới. Ngay lập tức nó tấn công bọn tôi. Đây là một con nhím sống ở tầng 4 với khả năng tấn công từ xa bằng gai độc có thể xuyên qua sắt thép. Và khả năng mạnh nhất của nó có thể nhìn được trường lực của The Abyss, khiến nó có thể đoán trước được hành động của vật sống. Thế nên là người thường gần như là không thể đánh bại được nó. Bọn tôi quyết định rút về ngôi làng gần đó và chờ con Tamagotchi đi chỗ khác. Bọn tôi dừng lại và chụp ảnh, gặp gỡ những người dân ở trong này. Trong lúc đang chụp ảnh thì bọn tôi nghe tiếng người dân ở đây hét lên. Con nhím nó đán ăn. Thì ra con Tamagotchi đã theo dấu bọn tôi vào làng tấn công người dân. Vì tất cả là lỗi của bọn tôi nhưng bọn tôi quyết định đặt đốm lửa và lao lên chiến đấu. Rồi, ra bỏ mắt đi. Nào đấy. Úi ơi. Đùa với bố mày á, biết tao là ai không? Tao là thợ săn ở dưới khu Abyss này. Tao là thợ săn hải. Oh my name. Hải Âu. Mày. Bố mày là còi đen. Và tiếng sấm chớp đấy. Nó làm chậm quá. Đánh nhau. Chết luôn nhà lữ hành không gian thôi. Holy shit, nhà lữ hành không gian bảo thế đó. Không may, trong khi đánh nhau thì lão trưởng làng đã tử nạn. Sau đó thì bọn tôi giao lưu chụp ảnh cùng người dân ở đây. Hả? Trên cửa ấy, đấy, em thỏ này. Nanachi này. Nanachi này. Bọn chó này có quá nhiều ảnh vui vu. Ruska này con. Cái server này không ý con là máy nghiền á. Và quyết định là sẽ mang thêm hai người ở trong làng là Trung Tỉnh và Tiberus xuống ra Abyss cùng. Bọn tôi tiếp tục di chuyển bằng thang máy của làng, nhưng bọn tôi đã không để ý đến việc này. Còn mẹ thật mấy em ơi. Để bác giải thích. Để bác giải thích, nó ghi là maintenance do not you. Nhóm mình cứ dùng xong rồi chửi đó. Bác dùng mất rồi. Thế là bọn tôi lại phải đi bộ. Nhưng mà cũng vì thế bọn tôi gặp rất nhiều cảnh đẹp của tầng 4, cũng như là gặp nhiều các tình huống dở khóc chứ không dở cười. Tăng tốc lên, chim đuổi chim. Chúng ơi, chim. Chim. Anh chim. Ơi, cái hồ này chính là cái hồ con Mario. Bác ơi.
Nó đi em ạ. Đập thêm các ngôi làng mà chắc chắn là bọn tôi sẽ không vào đây để vơ vét. Ngôi làng kia trông đẹp thế. À, anh em có muốn vào thử không? Trong này để trông trọt. Trong này để trông trọt vào lấy lắm đéo gì hả anh em? Sau đó thì bọn tôi đến một cánh đồng hoa bất tận. Đây cũng là một khu vực quan trọng trong phim. Đồng hoa bất tận trong phim là nó có dịch châu chấu đúng không? Đúng rồi. Đại dịch con ạ. Trông đẹp thế thôi. Đúng độc ấy. Mẹ cái đoạn đấy là cái đoạn kinh vãi cứt, nó ký sinh vào xong nó cứ... Mạnh thử lục hoa có châu chấu bám vào người không? Ý, châu chấu bao người tôi nè. Ơ, à, tao nghe tiếng châu chấu, xếp boy cho bác. Có châu chấu sau lưng kìa. Châu chấu kìa, châu chấu kìa. Có châu chấu thật. Ôi, con mẹ như phim thật, đéo hiểu. Ôi, độc đâu, độc đâu. Lưu nhanh, xong chạy. Á, mày ơi. Oh fuck. Bố mày cút khỏi đây, bố mày cút khỏi đây. Đây là con cuồng Katari, một sinh vật thuộc về tầng 6. Nhưng nó sinh trưởng, xâm lấn lên tất cả các tầng của The Abyss. Nó sẽ tấn công và đẻ trứng lên tất cả các sinh vật sống mà nó thấy. Kinh tởm hơn nữa là nó sẽ giữ sinh vật đó sống và điều khiển trở thành thức ăn cho bọn ấu trùng. Con mẹ đang chỉ kể chuyện để giải thích phim xong rồi tưởng đó là đùa. Không phải là đùa, không phải là đùa. Nó nhìn con mẹ giật nhiều đến thế. À đùa, đùa với chúng nó, đùa với chúng nó. Nó leo tường qua đây. Còn mẹ nó bắc để tránh châu chấu, chứ châu chấu leo tường. Mẹ mày lại nghe tiếng châu chấu. Đang nhận ra cái mấy cột đá này có ý nghĩa gì rồi. Còn nó bắc lên. Nó bắc lên dính lời nguyền. Em có hoảng quá, em leo lên em chóng con mẹ cả mặt. Con đám, con châu chấu này đứng ở trên băng rất là... Rất là thế nào? Rất là chết luôn. Chết rồi. Chết là chết rồi. Rất là chết luôn. Bọn tôi ngay lập tức rời khỏi đó và đi tiếp đến khu vực tiếp theo của tầng 4. Khu vực này gồm các dãy núi băng khổng lồ, thứ mà sẽ chảy thành nước xuống tầng tiếp theo. Bọn tôi tìm được một đường hầm dẫn xuống tầng 5 nên đã đi theo đó luôn cho tiện. Ơ, này, có cái bảng. Đây, cái bảng này, next to sea of corpse này. Thế là đi phát là tới luôn. Anh em mình phiêu lưu quá, xuống thôi. Xuống luôn tầng tiếp theo. Nhưng mà khi chuẩn bị đến thì Trung bị rơi chết mà chưa lưu nên bị quay lại chỗ ban đầu. Đây. Chào mừng anh em đến với đến cái gì đấy? Rú âm mỹ bùng beng lên. Ai chết con mẹ rồi. Trường bảo sao thấy rú âm mỹ lên. Bố mẹ đang chào mừng. Ơ, sao đây anh? Anh ơi. Đang bị rú xuống dưới rồi. Khi Trung quay lại thì cũng là lúc 17 đến được chỗ của nhóm. Sau một thời gian biến mất mà hóa ra được chả ai để ý. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đang đón ôm nhau trượt chân vác thì vãi cả cứt. Hello em. Đứng tụ ở chỗ này là có hợp lý không? Đứng ngang ngang ra chụp bắt ảnh như nào? Đang đông. Đứng ngang ngang ra chụp bắt ảnh như nào? Làm quả ảnh như nào? Sau đó thì bọn tôi xuống được tầng 5, biển xác. Như tên gọi, địa hình tầng này hoàn toàn bị bao phủ bởi biển. Và cách duy nhất để xuống được tầng tiếp theo là bằng một thang máy ở phòng thí nghiệm Idofront. Lời nguyền của tầng này mất toàn bộ giác quan, dẫn đến tự làm hại bản thân. Bọn tôi lấy thuyền và di chuyển tìm đường xuống. Đây là con hà mã. Nó đéo hiền. Nhưng vì một lý do đó, lại có một con Tamagotchi rơi xuống biển và tấn công bọn tôi, giết chết T-Bird. Người đại tẩu bác chìm con mẹ rồi. Tôi dụ con nhím chạy đi và cũng tìm được một cầu thang nước dẫn xuống khu vực dưới. Tôi đứng chờ một lúc để cả nhóm tới, rồi bọn tôi tiếp tục đi xuống. Cáp lót đến từ bao giờ rồi mà? Chịu bảo cáp lót đến rồi mà. Bác đi như thợ, bác còn tanh cả con nhím như bọn con. Bọn tôi xuống được một khu đá màu trắng gì đó và gặp một nhà thám hiểm tên là Pizza Park. Tôi lên thuyền và đi cùng bởi vì tưởng là ông bạn này sẽ dẫn bọn tôi đến phòng thí nghiệm, nhưng mà hóa ra là ông ấy chỉ đi lanh quanh và tìm đồ. À vậy. Đi ngẫu nhiên mà. Thế là tôi quyết định đi tìm Idofront bằng các cái đường băng mà đã được người chơi xây sẵn ở đây. Đường băng này chắc chắn dẫn đây đi một đường nào đấy. Đi thôi. Mẹ mày bỏ qua lại bàng luôn. Còn mẹ kẹt rồi. Béo. Sau một lúc lần mò thì bọn tôi đến được một khu tàu điện ngầm mà bọn tôi tin là sẽ dẫn đến Idofront. Và từ đoạn này trở đi sẽ chỉ toàn cảnh bọn tôi đi điện ngầm suốt một tiếng đồng hồ, bởi vì cái tầng 5 này rộng kinh khủng và tốc độ của cái đường ray này thì là quá chậm. Em nhìn như đoàn tàu mạnh ấy. Đoàn tàu mà chu chu chuyên. Bấm nút. Lấy hai cái xe đi mà đi, bác đi đây, tạm biệt. Có cái xe ở đâu này, nó thế nào? Có đoàn tàu ấy. Rồi, chuyến tàu khởi hành. Chậm thế. Tèo. Bọn này cứ quay nhìn, mẹ mày như đi tàu thật. Ngắm. Như đi chơi mẹ. Ngắm mẹ. Đéo hiểu, chuyến lặn cuối cùng kiểu đéo gì lại cứ như đi chơi. Không nhìn thấy rồi, anh đang ở trên này. Rồi. Người lái tàu. Mất luôn một người. Mất một thành viên rồi em ơi. Anh biết bọn em lấy còi trắng ở đâu chưa anh? Ôi mẹ quả ga như ga ở Thượng Hải đấy. Vãi cả cứt.
Vãi cả cứt chịu rồi, thằng nào xây 40 triệu. Đây là Cát Linh Hà Đông. Cuối cùng thì bọn tôi đến một khu làng nhỏ. Và từ đây, bọn tôi đã dùng thuyền đi tiếp một đoạn và đã tới được phòng thí nghiệm Idofront. Bọn tôi đặt bảng check-in riêng cho nhóm và bắt đầu đi vào. Và nếu mọi người có tự chơi server này thì hãy nhớ là check-in tại cái bảng này nha. Ai lên được bậc cầu thang kia lên trên đỉnh mà không dính lời nguyền. Kéo dính rồi. Đó chắc chắn là chết nha. Đâu phải dính rồi. Hào ai đến em mạnh, đến mạnh rồi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hướng Phật không bị, kéo lọt ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Bậc cuối chúng ơi. Bậc cuối đi rồi. Tâm đều hướng Phật rồi. Anh nhìn bác đây. Nam mô A Di Đà Phật. Bậc cuối đau. Quá tâm không hướng Phật nhá. Nơi này được xây dựng y hệt như phim và có rất nhiều chỗ để mọi người có thể nhận ra. Nhưng tất nhiên là tôi sẽ để mọi người tự xem và tự chơi để trải nghiệm. Đây là thang máy dẫn xuống tầng 6, nhưng nó là một di vật đặc biệt chỉ có thể kích hoạt bằng còi trắng, thứ bọn tôi không hề sở hữu. Thế nên là chuyến đi của bọn tôi chỉ dừng lại ở đây thôi. Và đây là toàn bộ câu chuyện về chuyến hành trình thám hiểm ra Abyss của bọn tôi. Đây cũng là một chuyến hành trình rất vui vẻ, đặc biệt. Nhảy. Đếm cái bim. Và nếu mọi người thích những series như này thì hãy like và đăng ký kênh và hãy comment ở dưới những server mọi người muốn bọn tôi chơi. Và nếu tò mò về chuyến đi trước đây của tôi và Ember lúc còn là còi đỏ thì hãy hóng chờ video giá Abyss của Ember nhé. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau. Bye bye.